Xin chào các bạn, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tiếp tục với các bạn cái dự án ZIG thì đây là cái dự án Zingerly đấy. Cái hôm trước mà các bạn làm cái dự án này mà nó trả về sàn Bitmax ấy, thì bây giờ nó chuẩn bị là list lên sàn MXC và nó đang có một cái chương trình cũng như là làm như đợt trước thôi và nó chỉ chọn 100 người winner thôi các bạn nhé. Vì thế cho nên là các bạn nào mà làm mà nó không về ấy, thì các bạn cũng đừng thắc mắc nhá. Vậy thì hôm nay sẽ là giới thiệu các bạn cái dự án này. Đầu tiên là các bạn Flow Twitter nhá. Và Redrin là cái bài này. Các bạn sẽ làm trên nền tảng glam.io. Bạn nào mà chưa có tài khoản glam.io thì mọi người nhớ đăng ký cho mình nhé. Nhớ đăng ký, khi mà vào thì nó hỏi cái email rồi mật khẩu rồi các thứ đấy, thì các bạn điền vào cho mình. Tại vì mình đã đăng ký rồi cho nên vào phát là nó vào trong luôn rồi. Các bạn ấn Redrin nhé, like cho nó một cái này. Sẽ có khoảng 100.000 và 100 lucky winner. Các bạn ấn vào continue. Bạn nào mà chưa 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 có tài khoản ở trên sàn MXC thì mọi người đăng ký nhé. Mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người cũng đăng ký cái tài khoản ở trên cái MXC. Ôi dồi mạng ơi, mạng nào. Trời ơi, nó quay tít lít tít tít thế này thì bao giờ cho nó xong cho. Đáng nhẽ tôi làm có 2 phút mà ông làm này thì đến mấy phút đã. Đang xem bóng đá bực mình rồi. Giật 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 hoài à. Trời ơi nó quay. Ở đây thì các bạn dán cái email nhá. Mọi người copy lại cái email mà các bạn đã đăng ký ở trên sàn MXC nhá. Đấy, bạn nào mà chưa có thì đăng ký cho mình. Đăng ký sàn thì rất là nhiều cái dự án mình đã hướng dẫn các bạn đăng ký sàn rồi. Cho nên là các bạn tự đăng ký nhá. Bạn nào không biết đăng ký sàn thì các bạn đây. Ở đây là các bạn vào trong sàn MXC nhé mọi người ơi. Sàn MXC của tôi ở đâu rồi ơi. Lại phải login MXC mọi người ơi. Đấy. Bạn nào mà chưa có thì ấn vào đăng ký nhé. Mình có rồi thì mình sẽ login thôi. Mình chưa thấy 2 FA của nó ở đâu luôn. Tìm loài cả mắt ra không thấy MXC ở đâu vậy. Bố mày. Đã bực mình rồi thì chớ. Đang xem cái bóng đá mà bực mình mọi người ạ. Các bạn Indo nó đá xấu ơi là xấu thật. Nó bỏ bóng nó đi đá người. Bố nó chứ. Vào trong thì mọi người vào phần Access cho mình nhé. Mọi người ấn vào Deposit nhé. Mọi người chọn vào đây. Tích vào đây cho mình nhé. Chọn là Zil này. Đấy đây. Zilnily các bạn ấn vào Get iDrop. Copy lại ví nhé. Dán vào đây. Chưa. Continue. Ở đây thì các bạn ấn vào Rep để Redrin và tag ba bạn bè. Twin này. Làm luôn một thể đi nhá. Đây mọi người tắt ba bạn bè vào đây nhá. Các bạn ấn vào tweet. Rồi quay lại mọi người ấn vào I'm ready. Cái này thì mình Redrin bình thường thôi, không cần phải tắc tiếc gì cả nhé. Đấy nó ra cái này thì các bạn vào Redrin thôi.
Trời ơi, mạng nó chạy kìa. Hạ mày luôn đấy. Bố mày nhá. Đã bực mình rồi thì chớ. Đây mọi người sẽ ấn vào nó tích về phát là ok. Quay lại mọi người sẽ thấy cái link này giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia là được các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé. Chúc mừng chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này. Những bạn nhân phẩm tốt thì sẽ nhận được nhé. Đấy, mình thường xuyên là không hay trúng đâu. Nhưng đợt 1 thì mình trúng nhé. Trên sàn Big Mac thì mình trúng mọi người ạ. Đấy, được 70 đô gì đấy. Còn bây giờ thì chắc là cũng lên được một ít rồi đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé.